Puka Duyên Tuấn Kiệt lộ hình ảnh sống cùng nhà, thế này thì hết đường chối cãi. Ngày 21 tháng 8, hàng loạt chi tiết trùng khớp giữa Puka và Duyên Tuấn Kiệt tiếp tục được cư dân mạng chỉ ra, khiến tin đồn cả hai sống chung nhà, trở thành đề tài nóng bàn tán rôm rả khắp các diễn đàn mạng xã hội. Hình ảnh thư giãn tại ban công do Duyên Tuấn Kiệt đăng tải bất ngờ lọt tầm ngắm cư dân mạng. Đang nói, địa điểm này là khá giống với nơi Puka đã check-in trước đó. Không những vậy, cách trang trí cây cối cùng thiết kế ban công của cả hai bức ảnh cũng có phần tương đồng. bên cạnh đó, Puka Jean Tuấn Kiệt còn được cho là đã chụp hình tại nhiều địa điểm khác nhau trong cùng căn hộ mà cả hai đang sống chung. cặp đôi thường phân tán sự chú ý bằng cách không đăng ảnh cùng một thời điểm, nhưng loạt chi tiết đặc biệt này vẫn bị team đẩy thuyền phát hiện, không chỉ cư dân mạng. Puka và Jin Tuấn Kiệt cũng là cặp đôi đặc biệt khi được cả vợ chồng Trường Giang Nhã Phương Duy Khánh và cả dàn sao đồng loạt ghép đôi. Đây không phải lần đầu cặp đôi vướng nghi vấn về cùng nhà. Tại một chương trình gần đây, nam diễn viên Hải Xuân Nghị bất ngờ hỏi thẳng chuyện sống chung của Puka Jin Tuấn Kiệt. Trước sự thắc mắc từ đàn anh, Puka lên tiếng đính chính. Có nhau đâu mà ở chung, anh sao vậy? Tuy nhiên Xuân Nghị vẫn không dừng lại mà nói tiếp. Ủa, đến giờ vẫn giấu hả? Nếu không có thì thôi, coi như chưa nói gì. Đoạn này đừng dựng nha mọi người. Động thái này đã khiến dân tình không khỏi hoài nghi và đặt ra nhiều giả thuyết về chuyện sống chung của Puka Duyên Tuấn Kiệt. Cách đây không lâu, Puka và Duyên Tuấn Kiệt nhập vai cô dâu chú rể khi tái hiện tại đám cưới miền Tây ở hành trình rực rỡ. Cặp đôi còn để lộ biểu cảm tươi cưới e thẹn ngại ngùng, dù chỉ là một cảnh quay nhưng đã khiến khán giả nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp đôi. Trong tập phát sóng lần ấy, Trường Giang cũng vô tình úp mở về chuyện có thể cặp đôi này sẽ có một đám cưới ngoài đời thật vào cuối năm. Hơn nữa, chiều 12 tháng 7, Duyên Tuấn Kiệt còn thẳng thắn lên tiếng về khoảnh khắc gây sốt với đàn chị. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh hôn lễ với Puka, kèm dòng trạng thái, tặng em một bài thơ làm vội, làm thơ khó quá, thôi làm vợ. Khán giả cho rằng Duyên Tuấn Kiệt đang ẩn ý mong muốn rước Puka về dinh. Duyên Tuấn Kiệt cũng từng tiết lộ về gu nửa kia. Tôi thích bạn gái cá tính trưởng trạc, trưởng thành, nấu ăn ngon. Tôi từng rất sợ yêu người trong nghề vì không có thời gian nhiều. Muka là một trong những diễn viên trẻ tuổi tài năng tại khu vực miền Nam. Cô nổi tiếng với sự duyên dáng hài hước trên sân khấu, cùng một gương mặt khả ái xinh đẹp. Cô nàng đã hoạt động tại sân khấu kịch từ khá lâu, nhưng chỉ đến những năm gần đây, khi các show hài trở nên phổ biến, Muka mới có cơ hội phô diễn tài năng mình cùng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp sự ủng hộ của khán giả tên tuổi cô nàng bắt đầu lên như diều gặp gió trở thành một trong những gương mặt được săn đón bậc nhất ở thời điểm hiện tại trên sân khấu hài hước vui vẻ là vậy nhưng cuộc đời puka lại trải qua vô vàn sóng gió thành công của cô cũng đến muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa về Jin Tuấn Kiệt, anh là gương mặt hot nhất như showbiz, được đông đảo fan nữ quan tâm. Sự xuất hiện của nam ca sĩ trên các show giải trí, phim điện ảnh càng khiến công chúng chú ý. Duyên Tuấn Kiệt đang hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Anh chàng nhanh chóng gây được ấn tượng tốt với khán giả khi sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát trầm ấm. Đặc biệt sau vai mẫn trong bộ sitcom gia đình là số 1, sự yêu mến của khán giả dành cho nam ca sĩ lại càng lớn hơn.